Nếu như bạn đang muốn mua một chiếc đồng hồ thông minh nữ cho mình, hoặc bạn bè người thân nhưng lại chưa biết nên chọn sản phẩm nào cho tốt nhất, vậy thì trong video này, mình sẽ giới thiệu tới các bạn top 5 chiếc đồng hồ thông minh cho nữ đáng mua nhất hiện nay nhé. Sản phẩm đứng thứ 5 trong danh sách chính là chiếc Amazfit GTS 2. Chiếc đồng hồ thông minh này được trang bị màn hình 1.65 inch có công nghệ AMOLED, độ phân giải, độ sáng 341 ppi, khả năng chống nước lên đến 50 mét. Nó tích hợp được cả Android và iOS, trang bị GPS và cảm biến nhịp tim quang học. Amazfit GTS 2 là một thiết bị có khả năng theo dõi thể dục rất tốt. GPS là chính xác, giúp bạn theo dõi hoạt động ngoài trời tốt hơn rất nhiều. Nó có khả năng theo dõi giấc ngủ khá chính xác, với giai đoạn biểu đồ chi tiết và được ghi lại đúng cách. Chiếc đồng hồ thông minh này cung cấp thời lượng pin trong khoảng một tuần nếu bạn sử dụng bình thường, hạn chế bật tính năng GPS trên thiết bị. Mức giá để sở hữu sản phẩm vào khoảng 3,4 triệu đồng. Vị trí thứ tư là chiếc Garmin Vivomove lắc là chiếc đồng hồ thông minh được thiết kế với vẻ ngoài truyền thống analog cùng các tính năng thông minh cần thiết hoàn cho người dùng. Nó có phần vỏ thép không gì bóng và ống kính tinh thể sapphire hình vòm tạo nên thiết kế trang trọng nhưng bền bỉ. Garmin Vivomove lắc có khả năng thu thập rất nhiều dữ liệu sức khỏe. Nó có thể theo dõi sức khỏe vô cùng chính xác nhờ các cảm biến, theo dõi kinh nguyệt, vân vân. Các dữ liệu vận động của bạn có thể chuyển tới ứng dụng Garmin Connect. Đây là một cộng đồng trực tuyến rất phát triển. Mức giá của sản phẩm vào khoảng 12,5 triệu đồng. Thứ ba, chúng ta có chiếc Samsung Galaxy Watch Active 2. Active 2 có các kích cỡ 40mm và 44mm. Cả hai đều có màn hình AMOLED, thiết kế chống nước và khá nhiều tính năng bạn có trong hệ điều hành Tizen. Lối thiết kế được thay đổi nhỏ gọn hơn, loại bỏ đi phần khung xoay đặc trưng của những đồng hồ Samsung khác. Chiếc đồng hồ thông minh nữ này sở hữu khá nhiều các tính năng theo dõi thể dục. Nó có GPS, cảm biến nhịp tim, thiết kế chống nước và cung cấp khả năng theo dõi bơi lội rất tốt. Khả năng theo dõi giấc ngủ cũng được thực hiện tự động hoàn toàn. Mức giá của sản phẩm vào khoảng 4,5 triệu đồng. Đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách là chiếc Fitbit Verse 3. Chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ thông minh màn hình OLED, khả năng chống nước đến 50 mét. Nó sở hữu thiết kế mỏng hơn, nhỏ hơn mang lại cảm giác đeo thoải mái, dễ chịu. Phần mềm tương thích với cả Android và iOS. Ngoài theo dõi thể dục, đây cũng là chiếc đồng hồ theo dõi hoạt động bơi rất tốt. Nhưng vì nó không có sẵn dữ liệu SVGPS nên chỉ thích hợp cho dân bơi lội không chuyên. Thời lượng pin sử dụng có thể kéo dài đến 6 ngày, mức giá của nó vào khoảng 5,5 triệu đồng. Cuối cùng, sản phẩm tốt nhất trong danh sách chính là chiếc Apple Watch Series 6. Là một chiếc đồng hồ thông minh hàng đầu hiện nay, các tính năng nổi bật có thể kể đến như màn hình luôn bật tiện lợi, LTE loa và mic để có thể thực hiện cuộc gọi trực tiếp. Ngoài ra, nó còn có khả năng chống nước 50 mét để có thể theo dõi được các hoạt động bơi lội. Chiếc đồng hồ này có máy theo dõi ECG, mở khóa khả năng theo dõi sức khỏe tim cấp y tế và phát hiện nhịp tim không đều. Khả năng phân tích theo dõi hoạt động của nó kém hơn so với Fitbit, nhưng các số liệu phân tích được hiển thị khá dễ đọc. Thời lượng pin không phải là điểm mạnh của sản phẩm này với chỉ 18 giờ liên tục. Mức giá của nó vào khoảng 10 triệu đồng. Vừa rồi là danh sách 5 chiếc đồng hồ thông minh nữ với các ưu điểm khác nhau. Chúng sẽ là sự chọn lựa tốt nhất cho bạn nếu như bạn đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ thông minh cho nữ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại.